Anh xin chào cô chú anh chị, các bạn đã xem kênh Cờ Lo Nhãn nha. Thì hiện tại giờ này cũng tầm khoảng 8 giờ cô chú anh chị. Thì lúc chiều, lúc sáng thì Thành cũng có đi bên anh Sinh, cùng với đặc biệt là có bạn Bồn và ông Minh Quê Tôi cô chú anh chị. Thì giờ này thì mấy anh em với mấy chú cháu ông Minh Quê Tôi thì cũng về tới Cờ Lo Nhãn rồi. Tối nay thì mấy chú cháu sẽ ở nhà cô Thành. Thì giờ thì ở nhà mẹ với chị Hai cũng chuẩn bị làm cơm rồi chú anh chị. Chào cả nhà. Dạ. Chào cả nhà. Này thì gia đình mình chia sẻ video trễ. Thấy Thành với lại mấy chú cháu đi săn bắt về sợ rồi mệt cho nên là ở nhà hai mẹ con cũng tranh thủ chuẩn bị đồ ăn sẵn rồi chú anh chị. Ở bên đây thì có bạn Bồn. Chào cả nhà. Sớm về à? Sớm về hơi sớm à? Ở này lên tới Cù Lao Nhãn rồi hả chú? Ừ. Anh ra hổm còn xuống dưới là hổm giờ chắc chưa được tháng quá chú. Chú tới thì gì mà không có mới đây à? Mới cô mới xuống đây à? Xuống đây vậy là cũng hơn tháng rồi đó. Hơn rồi, hơn tháng. Hồi tháng rồi mà giờ nguyên tháng sau rồi. Sớm giờ thì mình lên chả nó mà. Mấy anh em mấy chú cháu cũng đi bên ruộng rồi chú anh chị. Ở đó thì đâu đó 10 mấy giờ. Cũng hơn dạ. Lần này là lần thứ mấy đi Sóc Trăng vậy tên? Lần thứ 1 lần thứ 1. Dạ. Lâu lâu rồi chút tiếc là lên nhưng mà không có được ở lâu. Này là được ở chừng tuần lễ mới đã anh tư rồi. Ở tuần lễ. Ở luôn cũng chừng. Già này như pha tăng lực cái màu vàng dưới ta. Nói giờ ít chứ đi xa mà đi qua đêm. Dạ. Đi chút xíu về, xíu về. Dạ. Đi lâu quá nhớ nhà. Chứ dạ. Chừng từ đi mà dạ. Bỏ nhà là ban đêm là phải lội về chứ không dạ. Bỏ nhà luôn dạ. Đó. Nhà cây lá không nhớ gì. Hồi nay đi lội gì với Diện Từ. Dạ Diện Từ với cha ít đi qua đêm lắm. Ít đi không phải ít đi qua đêm mà kiểu đi xa mà ở lại á. Thường là đi xa sẽ về trong ngày. Đi như Cần Thơ đồ đám dỗ nhà ông cậu rồi đó. Là về còn Diện Từ thì như có lần hay lần đi ngoài cậu ba hay Diện Từ. Đấy đó là kẹt chẳng đã mới đi thôi chứ không phải tự nhiên mà đi. Thế là con bữa nay con cũng không phụ lòng Dưỡng Tư, con hết lòng với Dưỡng Tư luôn. Những chút mà con hết lòng sao thì chiếu con bật mí cho Dưỡng Tư ha. Bạn hết lòng này cũng hết lại luôn. Bò mình xào hủ qua thì mẹ đang cái hai thì đang bầu dưa leo để mình trộn gỏi với khô cá lóc nha. Chiên hay mà. Ừ, trễ mình không có đút lửa lắm, nếu mà đáng lẽ ra là mình đút lửa mình nướng nó sẽ ngon hơn thế mà. Ừ. Đơn giản đi cô. Đơn giản. Mẹ còn đi bên bản đi đồng đó. Dạ. Cô cũng có mua đồ để chuẩn bị. Dạ. Cô cũng dạ. Có mua được con cá ngát để chuẩn bị để lại. Nhưng mà thấy sao mà đợi tới viện việc tới tối quá trời. Dạ. Rồi cái mới nhắn tin cho Thành với Xu. À, ý điện thoại Trần Thành Xu dạ. Thì nó nói là Út Thành về mà không biết có đi qua bên anh Sinh không mà sao thấy đâu mất tiêu. Rồi cô nghĩ là đi qua bên anh Sinh rồi Thành ra đình chỉ rồi không làm. Thành dắt con đi đường vòng trên đó rồi mới vòng xuống. Bởi nên hơi lâu. Xa quá trời. Đại ngãi đó. Đại ngãi tính về Long Phú. Xong rồi vòng xuống dưới kia rồi mới vòng lên nữa. Là giống như chạy hai quận vậy đó. Như là mình chạy ra gấp đôi rồi. À. Lao qua dẫn nặng cho không biết đường về mà. Dễ gì. Bữa nay mình đi đồng nào cơ. Bữa nay đi chỗ sau lưng Phật nằm á chứ. Ờ, đúng không? Đúng vậy không? Thôi mà thôi để nửa Phật mấy sao đi. Nửa Phật mấy sao. Cho cô chú đón theo dõi clip dạ. Bên U Minh Quê Tôi với lại bên nhà sau, bên cái sau bên đây dạ. Sao bên đây à? Không dám bật mí. Hai chiều em quay bển cái em cũng tính bật mí mà thôi để mời cô chú coi để biết đi chứ. Bật mí rồi hết rồi. Hết hấp dẫn. Hết hấp dẫn. Lúc chiều đi thì có Hành nhỏ với bé Xu nữa cô chú anh chị. Hành nhỏ với Xu đồ ướt hết trơn rồi.
không có đồ bận phải về thả về bển không thôi là cũng qua đây chơi rồi đó. Nó nói là quần áo con ướt hết rồi, dạ. Chạy về nhà luôn rồi. Tôi nghiệp Thành với Su chạy sáng cũng đi sớm, sáng là ở dưới bồn ở dưới Hồ Minh lên là mấy giờ xuất phát bạn? 3:30 đến 3 giờ đi, mà đi lên rước Thiện Tư cái chạy về cái xoan đò vòng vòng cái nữa là bay ra 3:30. 3:30 chạy lên tới Sóc Trăng cũng đâu 7:10 lên à, đi đi sớm ít xe lên sớm hơn ở đây đi vào trỏng nữa. Giờ lên tới đây còn phải đợi con với bên anh xin đó mẹ. Dạ. Chạy dạ. Vòng vòng ở bển đâu biết lựa kiếm quán ăn mà chạy tới chạy lui hồi vô quán ăn không được. Xé ra chạy nóng không? Nóng. Nóng từ từ xé không gấp. Ngon à. Cái khô này mà nhậu là ngon lắm thầm. Nhất là nhậu rượu ha. Rượu là hết bài nha. Bữa nay mình rót rượu mình ra mình đãi mấy chú đi. Rót rượu nào chứ? Không biết nữa, để hỏi chú Sáu ơi, nhà con có rượu quách nè, rượu ổi, rượu sơ ghi, Sáu uống rượu nào? Lắm. Trộn lại đi chứ, trộn lại mỗi cái trộn hết rồi uống được hết luôn à. Thấy mình rót ra 3k đi. Rót ra 3k đi, mình uống xài vòng xài vòng xài vòng vài tới vậy đó bạn. Dạ, con hồi đó giờ con chưa uống lần nào luôn. Con ngâm vậy chứ. Vậy sao dám uống? Đây này là cái kêu rượu sơ ghi nè của chính chị. Rượu ổi nữa kìa. Vậy nãy giờ nói trái cùng rượu ổi. Dạ. Uống rượu ổi đi cho thơm gâu. Rượu ổi vô ginh cái bình rượu ổi trong nhà bạn. Còn mấy lại cù lao nhãn uống cù nhãn đi. Cái đó em chưa có nghiên cứu ra công thức em ngâm. Chưa ngâm hả? Dạ. Rượu với dưa leo với khô cá lóc. Thường con thấy người ta sẽ trộn gỏi xài với khô cá lóc. Mình trộn gỏi dưa leo cũng ngon. Dạ. Dưa leo thì thường trộn gỏi hồi đó bà ngoại bà ưa dùng gỏi khui sặc gần đó. Dạ. Nãy cô Minh với tôi cũng có tặng mẹ một bịch khô cá sặc gần. Dạ. Nhưng mà chắc mình để dành để mà cô sặc gần trộn gỏi xài ăn cũng rất là ngon cô chú anh chị, hoặc là mình chiên mình ăn cơm cũng ngon nữa, ăn cơm với nước dừa. Dạ được rồi, để đó đây con xét xong rồi con quay lại con trộn mà à, vậy là mình để trên mặt á ha mẹ. Ê mẹ trộn này chắc nóng nóng quá hả con? Dạ nóng từ từ nóng đỏ mặt. Dĩa xài dĩa khô cô chú anh chị. Khô cá lóc. Cá lóc cũng ngon lắm mà. Con thấy mẹ mình trộn thấm rồi đúng không? Con trộn khô qua ha. Wow. Cái này mà lan gai xương xương ha. Ăn cặp cái mấy rau găm rất thơm ha. Vậy là được món nữa này ha. Bây giờ bắt đầu dọn thôi. Dạ. Với rượu uống nhiều quá say vậy. Ngộ quá anh Tên, uống nhiều say. Thấy quá cô, thơm à. Thấy cô lo nhãn mà đẩy rượu ổi. Để nghiên cứu rượu nhãn mới được. Nhãn ừ. Trái cây ngâm rượu. Nó thành đặc sản cù lao nhãn nữa. Bây giờ mình vô ta ủ. Mình chưa có biết công thức làm sao đây để lên men với đường phèn quá. Có xíu đường phèn quá. Rụ vô chai đó nhìn đẹp quá ha. Mình gót chạng ngoài luôn ta hay gót nhiêu thôi ta. Lâu lâu U Minh quê tôi lên là Út Thành đãi là xây dòng rượu hết. Rượu sa ghi nè, rồi rượu ổi nè, rồi rượu rượu quách nữa. Cái thằng này không uống rượu mà ngâm kêu bằng tự lưa hết trơn. Không phải thôi. Dạ. Phải ngâm gì đam mê. Uống tới cái vụ mà cuối cùng cái vụ quách đó, thôi cái quách nhỏ quá cho thêm cái hàng nó bự. Nó chạy luôn à. Chạy luôn. Nó chạy luôn. Ăn quá. Chắc tiêu luôn. Chịu không nổi. Mời chú Sáu, mời Dượng Tư. Anh dùng cơm thôi. Ủa quên lấy nồi cơm cưng ơi.
xuống dưới U Minh là hai quận này đó, mà Diện Sáu mới lên, ý là chú Sáu với Diện Tư. Dạ cha con, cha con ăn chay, cha con không có ăn chung với mình. Cái nhà con thích chưa? Cha con ăn chay chung. Nó hơi chặt ha. Chắc hồi nãy chứ em chặt tay quá. Dạ. Dạ. Có ly rồi nè. Ngồi luôn nha. Cột chắc lỡ có mật nè, không lọt xong nha. Ăn cơm luôn. Cái giọng cho chắc chắc nên mà uống lọt xong. Mắt cái giọng lại. Có thẻ xuống đó uống nước rồi đừng ăn cái nè. Dạ cho cũng mời cô chú anh chị dùng bữa gia đình cho luôn nha. Mời cả nhà. Xin mời cả nhà luôn. Tay vô tay vô chơi con. Cả nhà lay gai luôn. Bữa nay dùng bữa đặc biệt có thêm lay gai nữa. Cái này mình dặn cơm. Chắc ở bên bên Cù Lao Nhãn thì ít lay gai, tại không có người. Không có, không có độ. Bữa nay Út Thành đụng độ rồi. Để đụng độ này không biết sao đây. Cái dĩa khô mình phải xếp ra không nữa kìa. Dạ. Xếp ra. Cái gì cô cho cái dĩa nhỏ. Ăn miếng cơm cái đi anh, ăn cơm bị tư bị dính con chú anh không dính điệu. Mèo đi ra con. Mèo nó lại hoài. Nó khều, nó thấy khách lại nó mừng lắm. Thôi đừng có mất nó nếp. Liếm luôn. Khều bông nhai uống vô mấy cốc chụp nhai lại. Bữa nay gió nữa nha. Bữa nay gió. Gió, bữa nay gió quá trời luôn. Ăn miếng cơm cái đi bạn ơi. Ăn cơm đi Diện Tư đây. Ăn miếng cơm cho những bụng. Mình vô cái ha. Mình vô cái đi. Cầm máy móc rồi chạy giao thông. Rồi cả nhà. Sức khỏe luôn. Đây ngon cái lành đây. Màu đẹp á. Ê. Không chơn hả? Ngọt. Ngọt quá. Ngọt gắt quá hả? Cái hậu cơm cơm vậy. Cái này ngon quá mấy. Cái mùi ỏi đó anh. Cái này nhẹ. Không mình uống mà đủ khoảng 35 40 mà mình uống ít thôi giờ đi rồi nè. Tại đâu uống được nhiều đâu. Chỉnh. Còn nấu cơm nữa. Nấu cơm này là nấu thêm. Cà Mau lên Sóc Trăng thấy sao yên yên ả quá hả? Em nghe đồn là xứ Cà Mau là mũi kêu như sáo thổi luôn á. Ở dưới mà có im lặng đi chăng nữa cũng có tiếng khác kêu à. Còn trên đây nghe im lặng thì im lặng luôn. Tiếng mũi phải không? Trên đây cũng thấy có mũi nhưng mà ùi mũi á. Không bằng ở dưới hả bồn? Chứ thấy trên tivi đó thấy người ta quay lên là ta ăn cơm trong mùng luôn á. Mà có thiệt vậy luôn không? Có, nhầm chỗ có chứ. Tại nhầm chỗ như cận gần á, tháng này mũi dữ lắm nè. Nếu mà chiều mà ra ngoài hè mà mình chiên cá là hồi nó đu bu đen hết trơn vậy đó. Nó phải cá chiên rồi dồn cá nướng rồi đó. Nghe cái mùi đồ ăn là nó bay lại đúng không? Trời ơi nó bù lại dữ. Vậy đó mày dở rồi. Trước khi tao chơi chung vô mùng á, tao chổi cây lên bên đây nè, chổi lên cái dở mùng chổi lên. Cái đầu mũi bên kia nó chung vô bên đây, cái tao mày chung qua bên đây mày trốn nó thì mình ra ngoài đâu có cắn nữa đâu. Bỏ đủ mũi đi vô mùng vậy. Nhốt lại. Làm cái vậy. Thế nên vườn đông cái tay vậy nè. Nay làm cỡ 7 chai này nghỉ. Tính người chai mà giờ lố. Tính 5 người 5 chai. Cái này chuyện nhỏ. Vụ này uống ít lắm. Ít lắm rồi. Ấm lít rồi. Một ấm với một lít á. Trong lúc này nó ngọt quá chạy, nó ra nó ngọt quá. Nó giả cái mùi rượu bớt rồi, nó ngọt. Nó giả rượu. Mà rượu này uống xỉn à.
Xỉn à, nhìn quá xị đó. Rượu này mình uống xỉn không hay luôn á hả bọn? Dạ, tại nó có hơi có hậu ngọt á. Dễ uống mấy cái rượu ngọt ngọt mà dễ uống là chút xíu là say. Cái này mình cỡ 8 mình ăn được rồi cô. Ăn miếng nè. Ngán rồi. Ngán mày đợi lâu quá đó bụng. Chín ở mấy dưới mấy nó qua mà nó chín quá cũng bất ngon. Dạ, chín quá cũng cái gì dừa dữ ngon. Giòn hết chứ. Ừ. Cái còn phải ăn quả luôn. Sống. À quả luôn nữa. Sống là ăn bẻ chấm cái câu ăn luôn. Con mắm rồi mình ăn hủ quả sống còn nữa. Bẻ mình chấm. Mà nhầm chỗ thấy có chấm mắm nêm. Dạ. Mẹ không uống cho mẹ qua làm gì chủ sĩ. Vậy không được không? Ở bệnh kinh bệnh làm chủ sĩ quen ngày qua lại thấy cái chai là chộp liền. Cái chai là cái tay chân là muốn ngứa này. Nghe nhẹ. Để thầy nói thì nghĩa nó chung. Không được rồi nè. Nghe cô ơi. Đủ rồi. Bên đây có rồi. Đây có rồi. Bên đây hai dĩa, bên đó là dĩa. Thành thiếu mà không la lên gì trơn. Cái này ăn được nè, tính rồi. Thịt bò mình xào vừa tới là ngon ha. Mình xào quá cái nó dai cái mất ngon. Rồi. Xào quá nó ra nước. Lỗi nữa, tôi lỗi xuống nữa. Ừ, xuống dưới U Minh là được bạn bồn là dắt đi thứ nhất là nhậu bồn bồn, thứ hai là mò tôm mò cá. Hôm nay lên cù lô nhãn trễ quá không có dắt đi mò ổi được. Sáng thì mình lấy cây cưa mình đi cưa vòng vòng. Có năm giờ mình đi vòng vòng được rồi. Thì cho mát à. Cho mát cưa cho khỏe. Giờ bữa nay lên đây là ngày mai là chở nào đây xe gì à? Nó chứ chiều thấy cô soạn bọc bọc nổi hết trơn mà đòi cưa chắc hồi đủ về luôn á. Chán miệng nhuyễn đơn. Chán miệng á. Tới chưa? Chưa. Chưa hả? Mới nãy làm rồi. Lên đợt này tới hẹn tới mùa nhãn lên bột. Mùa nhãn là tháng mấy? Tháng mùa nhãn tháng 6, 7 tháng 6. Tháng 6 tháng 6 tháng 7. Tháng 6, 7. Dạ. Bây giờ đâu có cây nào có tới trái nữa luôn. Củ nắng đẹp miền Tây rồi chú. À, bây giờ có mà có da bò. Mà da bò có. Dạ. Có ít à. Da bò. Mùa hành nhãn ngon lắm. Chắc ở trước này còn một hai cây già để nguyên thôi, còn nhiêu chắc mình ghép hết. Thôi lần đi lần khó lại tới đây gì luôn. Ở chắc chị Tư lên tới trên này bà kiếm anh. Mới sợ phải ăn nữa chứ. Nó dốc không. Vô nói chuyện ta mới tin. Vô. Là mày hồi đó giờ tối nào mấy là thành thầy bữa nào tôi thấy mày thầy bữa là thành. Dương Tư nói không thấy thằng Thành nó uống vô không thấy nó tỉnh hay không được. Nó uống xíu là nó ngủ mất tiêu rồi bỏ Dương Tư đó. Là từ từ con ăn giật giật miếng nữa. Ngọt ngọt mà nóng nóng nha. Ừ. Ngọt nha. Ngọt thiệt bự sao bỏ miệng. Uống lên đi. Dương Tư ngại gì Dương Tư, anh yếu gì Dương Tư. Dương Tư rất nhớ đem, nhớ gì Tư rồi. Em đồ ăn ra là phải ăn cháy. Được, được. Còn phải đẳng một nồi nữa. Ăn nào ngon nghĩ thôi chứ ngại. Mà cái rượu này ngâm ra cái màu đẹp quá. Màu này là hoàn toàn thiên nhiên luôn. Lên màu đẹp mà thơm phức à. Dạ. Đi mắc cỡ nhìn đói ra thơm. Vậy là rượu này uống được phải không? Dạ ngon, uống được. Vậy chứ sao mình giảm đường phèn lại, mình chỉ dằn cho có vị thôi. Có đường phèn có đừng có dặn xíu vậy là nhiều sao con bớt lại nửa ký keo đó hả, chỉ là mình bớt lại cả 250 rồi phần nhỏ này rồi có hậu thôi ha. Tại nó bây giờ là uống nó mất cái gì luôn rồi mà có gốc hơn chính là Dựng Tư gót Dựng Tư đó. Tại vì chủ nhà ăn nhiều có nghĩ mà nghĩ chai đó gót chai khác đó gót chai khác á đổi chai khác á thành ơi chuyến này chuyển qua chai một lít thành ơi chai này hơi nhỏ chai một lít thì làm cả hai chai nữa vô cái đi bạn tối ngủ cho dễ vô cái hoành tráng đi.
vô tư vô 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 mà vô không vô người ta nói nghịch á. Giờ này uống là ngủ ngon á. Đó, chín rồi đó. Chín rồi nè. Ăn chứ. Xe mà vô. Chín rồi đó. Chín rồi. Chín bao bữa rồi. Vừa tới gì ăn cũng được ngon lắm. Ăn vô là muốn tàn vậy. Mình ngon quá trời luôn. Ớt dầu hào quá. Ủa thôi. Lâu lắm mà cái hàng phòng đi. Không có ăn sao đâu vậy. Đắng thì cũng ngon lắm. Đi trộn gỏi để ăn bình thường nè. Nhưng mà nó có vị đắng thiệt, nhưng mà chút xíu ngọt sớt à. Chút ngọt ngọt lại. Trộn gỏi là trộn lá ít thôi. Trộn rồi còn như mà bông về. Chắc nhầm mùa nó có bông. Rồi đi trộn gỏi con cá lóc ăn cũng ngon lắm. Tới mùa là nó hình như nó rụng lá, còn một hai lá non thôi, còn như bông hết luôn. Mình hồi mở miệng nhai á là nó lắng ghét. Rồi nhai cho nát rồi là nó trở về ngọt hơn. Làm dừng hết cái dĩa nãy giờ nữa rồi đó. Hôm nay lên Cù Lao Nhãn cho uống rượu ổi, xong rồi chán miệng bằng ổi luôn. Rồi đi ra ngủ ngoài vườn ổi luôn. Cho đủ bộ chứ. Bữa nay lên đây thấy cảnh buồn quá trời hả chứ sao? Xung quanh vườn không à, tới thưa à. Thấy nó cũng bình thường, ở dưới cũng vậy à. Dạ. Thấy cũng giống giống như dưới ha. Ừ. Mà mày thấy giống y như nhà ba không? Cái đi chơi xa xa thôi. Giống giống gì đó. Sao quá trời, từ dưới lên tới đây là đi nhiêu cây ta? Rồi mà tới bên đây là nhất 189. 180 mấy cây nữa sao? Thấy ngán quá ha. Thấy nói vậy có khoảng cách sao thấy ngán ngẫm luôn á. Gần 200 cây. Tính ra gần 200 cây số nhưng mà mình vẫn tạo điều kiện để mình có cái cuộc gặp gỡ ngày hôm nay quý biết bao nhiêu luôn ha. Ngày hôm nay không biết khi nào nữa đây nhưng mà chắc cũng có tháng 6 đi, tháng 6 tính lên sớm hơn nữa chứ. Cây tháng 6 là bồn có niềm vui, có đó. Niềm vui. Và dạ. Không biết là tới đó ra đây khoảng chừng đi chung dưới nắng đẹp miền Tây rồi luôn. Rủ đi lên chung luôn. Dạ. Dạ. Nãy giờ mình cũng ăn xong rồi cô chú anh chị. Chú cháu cũng sương sương. Dài ly cho dễ ngủ. Rồi mình làm vài ly cho nó giãn gành ha, Diện Định. Hết dài đi. Hết dài đi. Hơn xị một xíu. Rồi sáng dạ. Mình làm thêm chai nữa ha Yên Tân. Sáng xúc miệng vậy. Hẹn rồi, hẹn 5 giờ. Nãy là nói ăn chai mà chưa hết, mời làm tới ăn chai mấy lần. Để còn cù nè. Cù. Mấy cái cù mới ngon. Mấy cù à. Mấy cái cù mới ngon. Thì trước khi kết thúc video thì Thành cũng gửi lời chúc sức khỏe tới cô chú anh chị thật là nhiều luôn. Hy vọng là cô chú anh chị sẽ thương mến và ủng hộ gia đình Cù Lao Nhãn cũng như là gia đình U Minh video. Cảm ơn rất là nhiều. Thành cũng hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo nha. Tạm biệt cả nhà. Tạm biệt cả nhà.